Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài như sau. Hãy nêu một vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng, phong phú của thế giới động vật như 1. Hãy kể tên các loài động vật thu thập được khi kéo một mẻ lưới trên biển, tát một ao cá, đêm đó có một đêm ở đầm, hồ. 2. Hãy kể tên các động vật tham gia vào bản giao hưởng thường cất lên suốt đêm hè trên cánh đồng quê nước ta. Để trả lời câu hỏi này, các em cần liên hệ thực tế ở địa phương, xem có những động vật nào và chúng sống trong những môi trường nào. Như vậy, lời giải chi tiết các loài động vật thu thập được là: 1. Khi kéo một mẻ lưới trên biển, thu được cá ngừ, tôm hùm, bào ngư, sò huyết, v.v. Khi tát một ao cá, thu được cá chấm, cá chép, cá rô phi, v.v. Khi đêm đầu có một đêm ở đầm, hồ, thu được tôm, cua, cá, ốc, chai, v.v. Lời giải chi tiết cho câu hỏi 2. Các động vật tham gia vào bản giao hưởng thường cất lên suốt đêm hè trên cánh đồng quê nước ta. Có con ếch, con dế, con cóc, con ải ương. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong 6 sách giáo khoa sinh học 7.